Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, quyển 24, phẩm thập hồi hướng thứ 25, phần 2. Hồi hướng bất hoại thứ hai. Phật tử, thế nào là hồi hướng bất hoại của Đại Bồ Tát? Phật tử, Đại Bồ Tát này, ở chỗ các Như Lai quá khứ hiện tại vị lai được niềm tin bất hoại, vì đều có thể thừa sự tất cả chư Phật, nơi các Bồ Tát cho đến ban đầu phát một tâm niệm, cầu nhất thiết trí được niềm tin bất hoại. Vì thệ nguyện tu tất cả căn lành của Bồ Tát chẳng có nhàm mỏi, nơi tất cả Phật Pháp được niềm tin bất hoại. Vì phát trí nguyện thâm sâu, nơi tất cả Phật giáo được niềm tin bất hoại. Vì thủ hộ trụ trì, nơi tất cả chúng sinh được niềm tin bất hoại. Vì dùng mắt từ bi bình đẳng quan sát căn lành hồi hướng là ích khắp tất cả chúng sinh. Bồ Tát Kim Cang Tràng giảng xong hồi hướng thứ nhất rồi, tiếp tục giảng hồi hướng thứ hai. Các vị đệ tử của Phật, thế nào là hồi hướng bất hoại của Đại Bồ Tát? Thế nào là từ hỏi han đối với đại chúng? Dùng lời bình thường để nói, tức là gì gọi là hạnh môn hồi hướng không thể phá hoại của Đại Bồ Tát tu hành? Ở trong sớ sao giải thích hai chữ bất hoại nói, quán tất cả pháp chỉ có danh có dụng, đây là về sự niệm niệm chẳng trụ sát na vô thường, cho nên gọi là bất hoại. Đây là lý bất hoại, biết căn lành hồi hướng đều có thể thông sự sự vô ngại mới là thật bất hoại. Bồ Tát Kim Cang Tràng đề ra vấn đề này rồi, lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Vị Đại Bồ Tát này tu hạnh môn hồi hướng bất hoại, ngay ở chỗ Phật quá khứ, chỗ Phật vị lai, chỗ Phật hiện tại, chỗ đạo tràng của ba đời chư Phật, nghe được các pháp của chư Phật nói như lý tu hành, đắc được tâm tin kiên cố như kim cang, vĩnh viễn không thể bị bất cứ thiên ma ngoại đạo nào có thể phá hoại được tâm tin của Ngài. Khi Ngài ở chỗ đạo tràng của chư Phật mười phương ba đời, Ngài đối với mỗi vị Phật đều tận tâm hết mình, cung kính hầu hạ vui vẻ thực sự cúng dường, cho nên Ngài có được căn lành sâu dày. Đây cũng là tâm tin kiên cố của Ngài, chẳng bị sức lực bên ngoài phá hoại được. Hơn nữa, chẳng những Ngài đối với chư Phật có thành tâm tin thọ như thế, mà dù đối với hết thảy Bồ Tát, thậm chí đối với những người mới phát một tâm niệm Bồ Đề, Ngài cũng đều sinh tâm cung kính như nhau. Bồ Tát bao quát, thành phần duyên giác, các bậc thánh hàng nhị thừa, cùng với tất cả chúng sinh đã phát tâm, đang phát tâm. Đại Bồ Tát tu hạnh hồi hướng bất hoại, Ngài chỉ hy vọng đắc được nhất thiết trí, đắc được tâm tin kiên cố, chẳng bị bất cứ cảnh giới nào phá hoại, cho nên Ngài phát thệ nguyện lớn, nhất định phải tu tập đủ thứ căn lành của tất cả Bồ Tát tu. Ngài vĩnh viễn chẳng mỏi mệt, chẳng nhàm chán, ngày đêm chẳng giải đãi, tinh tấn sinh tu căn lành, tích tập đầy đủ công đức. Đây cũng là nguyên nhân Bồ Tát có thể đắc được niềm tin không thể hoại. Bồ Tát đối với tất cả Phật Pháp, sở dĩ mà đắc được tâm tin kiên cố không thể phá hoại, là vì Bồ Tát phát tâm Đại Bồ Đề, chí nguyện cầu tất cả Pháp lạc. Bồ Tát đối với giáo lý của chư Phật, chân thật thông đạt, cũng bảo hộ, trụ trì chánh pháp của chư Phật, cho nên đắc được tâm tin kiên cố không thể hoại. Bồ Tát đối với tất cả chúng sinh, Ngài cũng có tâm tin không thể hoại, không chán ghét, không xả bỏ. Ngài thương xót chúng sinh không có trí huệ, bị vô minh che đậy, cho nên Ngài dùng tâm từ bi, bình đẳng quan sát căn lành của tất cả chúng sinh, để vì chúng sinh hồi hướng, vì muốn lợi ích khắp hết thảy chúng sinh. Nơi tất cả pháp trắng tịnh, được niềm tin bất hoại, vì khắp tu tập vô biên các căn lành. Nơi tất cả đạo hồi hướng của Bồ Tát, được niềm tin bất hoại, vì đầy đủ các dục giải thù thắng. Nơi tất cả Bồ Tát Pháp Sư được niềm tin bất hoại, vì nơi các Bồ Tát khởi tưởng Phật. Nơi tất cả tự tại thần thông của Phật được niềm tin bất hoại, vì tin sâu chư Phật khó nghĩ bàn. Nơi tất cả hạnh phương tiện thiện xảo của Bồ Tát được niềm tin bất hoại, vì nhiếp lấy đủ thứ vô lượng vô biên hạnh cảnh giới. Pháp bạch tịnh, tức là Pháp thanh tịnh, Bồ Tát đối với Phật Pháp thanh tịnh chẳng nhiễm ô, Ngài đã đắc được tín căn không có lực bên ngoài nào có thể phá hoại được, là vì Ngài khắp tích tụ đủ thứ vô biên vô số căn lành. Ngài lại đối với đạo lý pháp môn hồi hướng của Bồ Tát đã tu thành tựu, cũng đắc được niềm tin không thể hoại, tin sâu không nghi. Đây là vì Ngài hiểu rõ pháp môn hồi hướng thù thắng, đầy đủ dục vọng mong cầu của Ngài. Ngài đối với những Bồ Tát Pháp Sư hành Bồ Tát Đạo,
thì ngài cũng rất tôn kính tín ngưỡng, đắc được tín căn bất hoại. Vì đối với những Bồ Tát Pháp Sư đó, trong tâm của ngài nghĩ họ đều là Phật quá khứ, Phật hiện tại và Phật vị lai. Chư Phật đều có thần thông tự tại không thể nghĩ bàn. Phàm phu bình thường, căn lành cạn mỏng, không tin mà sinh ra nhiều sự hoài nghi. Song vị Bồ Tát đó được tín căn kiên cố bất hoại, vì ngài tin sâu chư Phật đều có thần thông tự tại không thể nghĩ bàn. Ngài tự hào chẳng hoài nghi, vì chẳng phải là người bình phàm có thể dùng tâm để tưởng tượng hoặc dùng lời lẽ để diễn đạt. Thần thông tự tại là nói chẳng những có thần thông mà còn có nhậm vận tự tại, chẳng bị hạn chế, vận dụng tọa tâm như ý mới gọi là tự tại. Thần thông là từ trong sự tu trì thanh tịnh mà đắc được, nó là vì lợi ích chúng sinh, lúc cần thì mới phương tiện khéo léo để vận dụng, chứ chẳng phải đem ra huyễn hoặc người. Bồ Tát đối với các vị Bồ Tát hành Bồ Tát đạo, sở hành pháp môn phương tiện thuận xảo của các ngài, cùng với đủ thứ sự thị hiện, ngài cũng tin sâu không thay đổi. Bồ Tát vì rộng độ chúng sinh, có lúc cũng thị hiện người ác, làm việc xấu để cảm hóa người. Bồ Tát biết rõ phương tiện khéo léo này, cho nên ngài chẳng bị bất cứ cảnh giới nào mà thay đổi niềm tin. Bồ Tát dùng tín căn bất hoại của ngài nhiếp lấy đủ thứ vô lượng vô số hạnh môn và tất cả cảnh giới. Phật tử đại Bồ Tát an trụ vào niềm tin bất hoại như vậy, thì nơi chư Phật Bồ Tát Thanh Văn Độc Giác hoặc các Phật giáo hoặc các chúng sinh trong đủ thứ cảnh giới như vậy gieo trồng các căn lành vô lượng vô biên, khiến cho tâm Bồ Đề lại càng tăng trưởng. Từ bi rộng lớn, bình đẳng quan sát, tùy thuận tu học chỗ làm của chư Phật, nhập lấy tất cả căn lành thanh tịnh vào nghĩa chân thật, tu tập hạnh phước đức hành Bồ Tát.